Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt driver máy in HL-L2366DW cho Windows 7 64 bit nha các bạn. Đây là cái phiên bản Windows của mình, phiên bản 64 bit. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt kết nối bằng cài driver và kết nối cổng USB. Rồi bước đầu tiên thì bạn bật nguồn máy in lên, rồi các bạn gắn dây kết nối máy in vào máy tính, sau đó các bạn mở chuyên nghiệp web lên. Bạn gõ download driver HL L2366DW nè. Rồi bạn chọn cái trang đầu tiên, trang chủ của máy in router luôn nha các bạn. Rồi ở đây nó mặc định tự động chọn phiên bản Windows cho mình luôn rồi, thì các bạn nhấn OK thôi. Rồi các bạn chọn cái full driver nhé bạn. Rồi đây thì các bạn nhấn chấp nhận và download lên. Các bạn bấm ở đây mình đó là ID em. Nếu các bạn không có mình ID thì các bạn bấm tải từ nha. Rồi các bạn chết ở đây, các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Việt hoặc là tiếng Anh, các bạn nhớ OK. Rồi mình chọn Z. Ở đây mình cài bằng kết nối USB thì mình chọn bằng kết nối bằng USB, các bạn nhấn Next. Ở đây nó có lỗi là do mình chưa có gắn dây kết nối máy in vào, các bạn đừng quên gắn nha. Rồi bây giờ mình đã gắn được lại rồi. Các bạn ra khi mà cài mà gặp tình trạng này thì các bạn gắn cái dây kết nối để cho nó tiếp tục cài đặt cái driver nha các bạn. Rồi ở đây nó hiện thì các bạn nhấn nét 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 và kết thúc. Ở đây nó có hỏi mình có cần cập nhật phần mềm hay không thì các bạn không nha, bạn nhấn OK. Rồi bạn vào Start, rồi Device and Printer, rồi chúng ta sẽ xếp mặt định, rồi bạn in test thử nhé.
chúng ta đã ấn được rồi nha các bạn. Rồi vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách cài đặt driver máy anh cho máy Android HLL2366DW cho Windows 7 64 bit. Thì các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn có thể cho mình một like, và các bạn đừng quên nhấn cái chuông đăng ký để cập nhật những cái video mới nhất trên kênh của mình nhé các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.